Quang Ven xin chào tất cả khán giả trong và ngoài nước, những anh chị đang theo dõi kênh cũng như là ủng hộ kênh, ủng hộ cho các bé. Trong cái video clip này thì Hoa Hồng đang xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mạnh thường quân trong và ngoài nước và những anh YouTube. Thật sự mà nói, Hoa Hồng đang lên tiếng, Hoa Hồng đang chỉ muốn là các bé ở chỗ mình có được miếng ăn thôi, chứ không phải là giống như cái kiểu mà tại vì Hoa Hồng đang mới vừa nghe được cái bình luận của một anh YouTube bảo là YouTube và Mạnh Thường Quân không có nghĩa vụ gì với Trạm, không có trách nhiệm gì với Trạm hết. Đại khái là tự cứu thì tự chịu, thì ok, cái vấn đề này Hoa Hồng đang chấp nhận là Hoa Hồng đang tự cứu tự chịu và không nên kêu cứu, không nên kêu cứu, cũng như là không nên là lấy chó mèo ra để cho qua cho khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân thương hại để mà cho nó miếng ăn. Thì ngày hôm nay trên cái video clip này, Hoa Hồng Đen xin thành thật xin lỗi với cộng đồng, tất cả các anh chị trong và ngoài nước, tất cả các anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước và tất cả các anh YouTube. Từ giờ về sau, Hoa Hồng Đen sẽ không bao giờ làm phiền tới tất cả các anh chị phải tới đây quay hay là làm khó mấy anh chị. Hoa Hồng Đen hứa xin mà tất cả các anh chị bỏ qua cho Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen hứa sẽ không bao giờ có một cái lời cầu cứu nào từ Hoa Hồng Đen để làm khó các anh, cũng như là không có những cái lời trách móc gì, mà cũng không có cái lời so sánh gì. Có lẽ là trong lúc mà Hoa Hồng Đen giải thích trước cộng đồng, lời lẽ Hoa Hồng Đen đã động chạm tới ai đó, thì cho Hoa Hồng Đen xin lỗi. Ngày hôm nay ở đây, Hoa Hồng Đen thành thật tạ lỗi với tất cả các anh YouTube cũng như là tất cả các chị Mạnh Thường Quân mà không hài lòng ở Trạm Hoa Hồng Đen, mặc dù chị chưa hỗ trợ cho Hoa Hồng Đen lần nào hết, nhất là chị Học É. Hoa Hồng Đen xin cúi đầu xin lỗi chị vì đã làm phiền chị phải nặng nhọc gì Hoa Hồng Đen, phải vô Facebook của Hoa Hồng Đen phải tính toán là Hoa Hồng Đen đã nhận bao nhiêu tiền. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em chúc chị và gia đình của chị thật nhiều sức khỏe. Từ giờ trên cộng đồng, em chỉ cầu cứu trên trang của em thôi. Em sẽ không làm phiền bất cứ anh nào mà để cho mấy ảnh phải nhọc lòng vì chuyện của em, cũng như là cũng không lên tiếng trách móc bất kỳ ai. Chó em cứu, em tự chịu. Tất cả các anh chị nào thương em cho thì chia sẻ với em thì em cảm ơn. Còn không, em sẽ không mở miệng ra em trách móc hay là cái gì. Đúng rồi, em con người em vô duyên. Tại vì á, chó mèo là tự em cứu mà em không có trách nhiệm, em đổ cho người khác. Em xin lỗi tất cả các anh chị, em xin lỗi cộng đồng. Bất kể bây giờ em có kêu cứu, em sẽ kêu cứu trên YouTube của em hoặc là Facebook của em. Em sẽ không làm phiền tới mấy anh nữa. Em cảm ơn rất là nhiều. Em cũng không muốn là các anh vì em mà phải nhọc lòng. Dạ, em cảm ơn tất cả các anh chị trong và ngoài nước đã theo dõi kênh cũng như ủng hộ em và các bé. Dạ, em cũng xin chúc cho tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe. Và một lần nữa em cũng xin lỗi. Em xin lỗi tất cả các anh YouTube đã vì em mà phải chịu tiếng này tiếng nọ phiền phức. Em xin lỗi anh rất là nhiều. Chúc kênh của các anh ngày càng phát triển. Chúc gia đình của các anh thật nhiều sức khỏe. Và một lần nữa em xin lỗi chị Trần Thị Học É vì em mà chị phải phiền lòng. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe. Dạ.